Song Trần là xin chào tất cả quý anh em. Thì Tết đến xuân về rồi anh em ơi, cái nhu cầu di chuyển của anh em thì nó rất là cần thiết ở trong cái mùa Tết. Di chuyển từ nhà này qua nhà kia để chúng ta chúc Tết, để chúng ta ăn nhậu, di chuyển về quê thì hoặc là chúng ta cho người khác mượn xe này kia. Thì nó có một cái vấn đề xảy ra là do cái xe của một số anh em thì nó đã gọi là cũng đã tuổi rồi, như là do đó là cái củ đề thì nó xài nhiều, mà xài nhiều thì đương nhiên là nó sẽ bị hư. Thì củ đề hư là một cái vấn đề gặp rất là phổ biến ở các cái xe đời đầu, ví dụ như Rimway là gặp rất phổ biến luôn. Một số cái dòng xe đời sau này thì họ sử dụng những củ đề lớn hơn, to hơn, ví dụ như full neo này kia, cho nên là cái vấn đề hư củ đề của nó cũng giảm thiểu một phần. Còn đời đầu thì do là nó sử dụng củ đề nhỏ, củ đề cơ, cho nên là nó hư rất là nhiều đó. Nhưng mà cái củ đề này thì nó lại có một cái hay, đó là nó rất êm đó. Nếu anh em để ý thì củ đề đời sau á, ví dụ như full neo này kia, thì củ đề của nó to cho nên là nó kêu rất là lớn. Còn củ đề đời đầu thì nó lại rất êm, nhưng mà khổ một cái do nó êm thì nó yếu. Mà nó yếu thì chính vì như vậy nó lại xảy ra vấn đề, đó là khi mà nó đã mòn á, thì nó đề không có nổi nữa, nó bị trượt, nó không đề được, kéo không nổi cái sức máy. Thì hôm nay là giới thiệu cho anh em một cái củ đề đời đầu. Củ đề này là hàng nội địa thái mới 100% nha anh em nha. Củ đề này đến từ thương hiệu Korekwazim, một thương hiệu đến từ Thái Lan nha anh em nha. Thương này thương hiệu nội địa rồi, cho nên là anh em nào mà chúng ta ở bên Thái này kia thì anh em sẽ biết cái thương hiệu này. Đây này, thương hiệu này nó có chữ R, đây là đăng ký độc quyền nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, đúng hàng chính hãng nha anh em nha. Đó. Thì cái củ đề này mình sẽ mở cho anh em coi, củ đề nó là củ đề dài nha anh em nha. Củ đề này thì anh em gắn vô rim quay được, không sao hết, gắn rim hay quay cũng đều được. Đây, cũng củ đề đời đầu cho anh em. Em sẽ nhìn thấy là củ đề này cái thân nó rất là dài nha. Em mới lấy củ đề cho anh mượn củ đề rim Thái đi em. Đây. Đây này. Đây, mình sẽ cho anh em coi nha, cái kích thước của nó. Về phần phía trên, anh em nhìn thấy nó sẽ thấy là nó bằng nhau nha. Kích thước ở phía trên này là bằng nhau hết, tại vì nó đều gắn chung một block nha, cho nên nó sẽ bằng nhau hết. Đó, nhưng mà phía dưới này, anh em sẽ thấy này, cái củ đề bên này là củ đề rim Thái theo xe, còn củ đề bên này là củ đề hàng nội địa Thái mới. Đây nó sẽ thấy là cái củ đề của rim Thái nó sẽ ngắn hơn củ đề 110 một khúc luôn nha. Đó, gắn hơn một khúc khá là nhiều đấy. Đây, ngắn hơn một khúc luôn. Đây này, anh em thấy không? Nó ngắn hơn một khúc khá là nhiều. Đó, thì chính vì như vậy á, cái củ đề này á, đúng gốc của nó là khu chờ 1 và quay Thái 110. Cho nên là củ đề này cái lực sinh ra rất là mạnh, tại vì nó là đề 110 nha. Tuy nhiên, để mà gắn thì anh em vẫn gắn cho rim quay bình thường. Gắn rim quay là bình thường hết, không có vấn đề gì. Cho nên là nếu như mà xe của anh em chúng ta gặp phải những cái vấn đề về đề, hay là nó bị không còn mặn nữa, nó yếu đề, nó khó lên, khó nổ, hoặc là đề nó bị kêu quá, mặc dù nó vẫn lên nhưng mà nó quá kêu, thì đây, củ đề này nó là một trong những cái lựa chọn rất là phù hợp cho anh em luôn. Đó, tại vì đề nó vừa dài, và củ đề này đây, đặc biệt là phần này, củ đề này nó có tem vàng luôn cho anh em nha. Đó, tem vàng cho anh em luôn. Cho nên á, là anh em về là chúng ta lên là y như củ đề Thái luôn, y như củ đề Jin Thái luôn. Đó, này em yên tâm ha. Thì về cái giá thì mình nghĩ là với một củ đề này chắc chắn anh em nghĩ là cái giá nó rất là cao. Nhưng mà bên mình cung cấp cho anh em củ đề Thái nội địa này giá chỉ có 300 ngàn thôi. Củ đề này là một trong những sản phẩm bán rất chạy bên mình luôn. Đây, ở phía dưới này nó sẽ có luôn chữ Mitsubishi cho anh em nha. Đó, có luôn chữ Mitsubishi cho anh em nè. Đây, củ đề Jin theo xe nó cũng có luôn. Đây, nó cũng có chữ Mitsubishi ở đây luôn. Đó, anh em thấy chưa, nó có chữ Mitsubishi ở đây. Củ đề Thái nó cũng nội địa nó cũng có chữ Mitsubishi ở đây luôn. Cho nên là anh em yên tâm, chuẩn từng chi tiết cho anh em nha. Ốc ác cực đẹp. Thì một củ đề đây, tặng dây cho anh em luôn nha. Dây và nhông đề đầy đủ cho anh em luôn. Đó, đầy đủ nhông đề cho anh em luôn nha. Để anh em về là anh em lên xe là chúng ta cứ vậy anh em gắn vô thôi, không có phải chế cháo hay mua thêm bất kỳ cái chi tiết gì hết. Thì một củ đề này giá là 300 cho anh em nha. Chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời, độ êm là không cần phải bàn nha, và cực mạnh luôn. Cái xe, cái củ đề này thì Đạt đang gắn lên những cái xe nhà, xe độ ở nhà luôn, máy 54 gắn thoải mái nha anh em nha. Đó, để cái một là lên. Thì anh em nào chúng ta cần thì anh em hãy liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Đó, một củ như vậy có 300 thôi, rất là rẻ nha. Và đặc biệt là mới 100% nguyên đăng nguyên kiện trong bịch, cho nên là anh em chúng ta mua là anh em yên tâm, có bảo hành cho anh em nha, nên anh em không phải lo nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.